Cô cũng có nói trong tuần trước rằng là hôm nay cô sẽ chia sẻ về vấn đề cách kiếm tiền sau khi mà ra nghề này. Có phải rằng là khi mà bắt đầu các bạn học nghề, bước chân vào với nghề thì trong đầu các bạn sẽ suy nghĩ rằng là mình chỉ cần là mình làm đẹp, mình chỉ cần mình làm tốt thì chắc chắn mình sẽ có khách hàng, đúng không? Nhưng thực sự không phải như vậy. Không phải các bạn làm đẹp mà sẽ có là sẽ có khách hàng đâu. Làm đẹp nó chỉ là một yếu tố cần thiết để mà khi những khách hàng biết tới các bạn và quyết định làm các bạn, và người ta sẽ nhiều người biết tới. Nhưng mà vấn đề làm sao để nhiều người biết tới mình để họ tới mình làm đẹp, đó là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Hồi xưa để trước khi mà cô nói về vấn đề này thì cô sẽ kể một câu chuyện trước, một câu chuyện thực tế, và chính cô đã từng là một người như các bạn cũng nghĩ là rằng trước khi vào nghề cái nghề này kiếm được rất là nhiều tiền, nghề này nó sẽ đem về kinh tế mình rất là tốt, tại biết đâu nó sẽ thay đổi mình. Thì lúc đó cô quyết tâm cô đi học nghề, cô xách cô mang cái túi hành lý cô lên thành phố cô học nghề, và thời điểm sau khi ra nghề cô không có khách. Một phần tay nghề của mình yếu, và một phần nữa mình không biết cách kiếm khách hàng. Bởi vì các bạn đôi khi các bạn nghĩ là chỉ cần mình làm á, là mình chỉ cần mình làm đẹp thì mình sẽ có khách hàng. Không phải, nếu như các bạn đang ở quê thì người ta ở quê họ sẽ biết rằng các bạn đang là những người mới ra nghề, chưa biết gì về nghề thì họ cũng sẽ không làm ở chỗ các bạn. Hoặc nếu như các bạn ở thành phố, các bạn lại không biết marketing này, các bạn lại không biết quảng bá hình ảnh của mình, các bạn chỉ là mình làm đẹp thì ai biết tới các bạn. Cho nên thời điểm đó cô bị bắt, cô không biết cách kiếm khách hàng và cô phải đóng cửa tiệm. Lúc mà cô mới học nghề xong, cô đã mở một cái tiệm nhỏ và cô đóng luôn cái tiệm đó. Và cô quyết tâm là cô thay đổi hết toàn bộ, mình học nâng cao kỹ thuật và tay nghề hơn, rồi cô lại học về cách, tại vì thời điểm mà cô bị bắt á, cô không biết xài mạng xã hội, cô không xài Facebook, cô chẳng đăng bài trên Zalo, và cô không có những cái kênh cá nhân, những cái kênh giống như là các bạn biết cô ở đâu, có phải là các bạn biết cô ở kênh YouTube không? Đó, tức là mình sẽ xây dựng mạng xã hội á, các bạn có thể xây dựng trên TikTok này, YouTube này, Zalo, Facebook để nhiều người họ biết tới mình hơn, và tập tương tác trên mạng xã hội để nhiều người họ biết và họ quyết định làm đẹp với các bạn. Chứ không phải là nếu như mà tại sao mà cô lại nhiều nhiều bạn học viên biết tới cô, tại sao số lượng mẫu bên cô nhiều? Đó, thì mình không phải tự nhiên mà họ tới mình làm đẹp đâu. Nếu ví dụ là cô đăng một bài tiểu mẫu, không phải mẫu tự ta tự cái thấy họ thấy là cái hình trên đó đẹp, nhưng mà họ sẽ vào trang cá nhân của các bạn, họ tìm hiểu rằng bạn có phải là người làm đẹp hay không, bạn có phải là người có tay nghề và độ uy tín hay không, thì họ mới quyết định làm đẹp. Chứ không phải là chị ơi chị ơi bên em có làm phim xăm đó, chị làm phim xăm bên em, thì liệu họ có tin không? Chắc chắn rằng là không có tin, đúng không? Họ sẽ phải tìm hiểu rằng là người này làm có đẹp hay không, họ làm có tổn thương trên bề mặt da hay không, họ có gây chảy máu, họ có sưng bầm, hoặc là một số người khác nói xấu về cái người này hay không. Tức là họ sẽ có cái sự tìm hiểu. Cho nên nếu để kiếm được khách hàng sau khi mà ra nghề thì nó sẽ các bạn phải tập xây dựng kênh trên mạng xã hội từ Facebook, Zalo và YouTube nè, rồi TikTok, những cái kênh mạng xã hội thật là nhiều. Và nhớ là các bạn sẽ không đăng không các bạn sẽ phải canh giờ để đăng này, những cái giờ mà người ta tương tác thật là nhiều trên Facebook hoặc Zalo. Bây giờ cô sẽ nói cho các bạn một cái vấn đề mà chắc chắn rằng các bạn bây giờ đang thắc mắc, làm sao để mình kiếm được tiền sau khi mà mình học với nghề này, thì những hình thức mà mình có thể kiếm được tiền như thế nào. Nếu như mà các bạn đang đang là à, nếu như các bạn đang là một cái bạn mới ra nghề và chưa có tiệm này, mình chưa có lượng khách hàng lớn, và mình không biết rằng là mình phải nên làm gì, nên chụp hình ảnh ra sao này, rồi sử dụng mực như thế nào, thì các bạn có thể làm hình thức như sau. Các bạn sẽ tới những cái tiệm spa lớn, những cái tiệm mà chuyên về phun xăm, các bạn làm
làm ở đây, thứ nhất là lấy kinh nghiệm nè, lấy kinh nghiệm về nghề, giống như là phun xăm, chúng ta phải làm lên thật là nhiều môi, mày và mí, làm cho nhiều mẫu khác nhau thì các bạn mới tay nghề mới vững. Tại vì học nghề các bạn chỉ là biết thôi, nhưng mà để mà có kinh nghiệm nhiều, tại vì nó sẽ có những cái da mà dễ bám, khó bám, rồi những cái da mà khó ăn mực, hoặc là những cái môi thâm nặng, thâm nhẹ, thâm tím, thâm loang thì chúng ta sẽ xử lý ra sao, thì bắt buộc các bạn phải có kinh nghiệm để sau này chúng ta có thể tự tin hơn. Có kinh nghiệm thôi là một chuyện, các bạn cũng phải hiểu rằng là khi mà người ta họ kiếm khách hàng bằng cách nào, có phải là người ta sẽ tập đăng trên mạng xã hội này, người ta tạo cái fanpage này, rồi người ta có cách tư vấn khách hàng, rồi có những cái người mà họ 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 biết bán những cái sản phẩm cho khách hàng dưỡng sau xăm, họ có thể kiếm về kinh tế được tốt hơn này, rồi họ sẽ biết chụp những cái phần mềm chụp app và cắt ghép ra sao để đẹp hơn. Thì phần ở đây các bạn sẽ tới những cái nơi có kinh nghiệm sẵn, có lượng khách hàng lớn, và các bạn sẽ làm ở đó, các bạn sẽ lấy những cái kinh nghiệm về riêng cho mình, để tới khoảng thời điểm từ 6 tháng đến 1 năm sau các bạn có thể tự tin hơn về nghề, các bạn có thể bung ra. Rồi thời điểm tiếp theo, nếu như các bạn có tay nghề hơn, tự tin hơn với nghề, thì các bạn có thể làm hình thức như sau. Làm hình thức này tất nhiên là kinh tế nó sẽ tốt hơn là cách đầu tiên. Đối với cách này các bạn sẽ tới những tiệm, không phải là tiệm phun xăm nha, tới những tiệm giống như là tiệm tóc này, tiệm spa, tiệm nail, tiệm nối mi, những cái tiệm đó, mình sẽ hỏi với cái người chủ: chị ơi, bên em có làm phun xăm, mà bên chị, tức là bên chị không có nghề phun xăm mà bên chị vẫn là những cái nghề liên quan tới làm đẹp, thì chị với em hợp tác với nhau, chúng ta sẽ ăn chia, chị có lượng khách sẵn này, chị có cái mặt bằng này, chị có, và chị có giường sẵn, thì em có tay nghề, em có đồ nghề, và em có cái kỹ thuật riêng của em, thì chị với em hợp tác với nhau, thì hợp tác với nhau ăn chia trên tỷ lệ là hai bên cùng thỏa thuận, có thể là 5 năm, có thể là 64, có thể là 73. Thì với hình thức này chúng ta sẽ thoải mái thời gian hơn, và các bạn thoải mái thời gian hơn, làm lượt ít khách hơn, và các bạn có nhiều tiền hơn là so với cách đầu tiên. Không biết các bạn ở đây có người nào đang làm về hình thức số 2 không nhỉ? Các bạn nào làm hình thức số 2 không? Hình thức số 2 cũng là đòi hỏi các bạn phải chịu tìm những cái cơ sở thẩm mỹ và chúng ta hợp tác, và kiếm cái người nào mà họ có thể trao đổi với mình và họ hiểu mình á, kiếm những người chủ mà họ khó tính nó cũng rất là khó đó, mình khó hợp tác với nhau. Rồi hình thức này cô cũng đã từng làm đối với nghề này rồi, cô cũng đã từng đi hợp tác, nhưng mà cô, một cái phần mà cô rất là may mắn khi mà cô hợp tác với người ta, cô ăn chia với 73, tức là 7 cô và 3 là cái người kia. Nhưng mà hình thức 73 này rất là ít, thường là 5 năm á, tỷ lệ 5 năm, tức là người kỹ thuật viên 5 và người chủ ở đó là 5. Rồi một cái đó là mình rất là sướng, mình thoải mái thời gian lắm. Rồi một cái hình thức tiếp theo nữa, nhiều tiền hơn nữa. Một hình thức nhiều tiền, và cô nhớ là cô cũng đã làm hình thức này, và đối với cái hình thức này, nó nhiều tiền hơn, nó thoải mái thời gian hơn là so với cách thứ hai luôn, và giúp cho các bạn thoải mái, các bạn muốn đi đâu cũng được, các bạn nó rất là sướng. Đối với cách này á, hồi xưa cô cũng đã từng làm, nhưng mà nó hơi cực ở phần khâu dặm thôi. Các bạn có thắc mắc về cái khâu này không? Hình thức số 3 là hình thức nhiều tiền nhất, đỡ tốn kém chi phí nhất và không tốn tiền mặt bằng. Đối với các bạn đó là hình thức nào? Rồi, Làm mọi người sao rồi đón xem sao bạn cô? Làm sao rồi cô? làm gì Sao tức là đi làm dạo hả cô? đúng rồi đúng đúng tức là mình sẽ đi làm dạo. Hình thức này là hình thức không cần tốn tiền mặt bằng này, không cần hợp tác và nhìn ánh mắt của người chủ này, không cần nhìn thấy, mình đi làm cho người ta mình phải nghe lời chủ, mình phải nhìn ánh mắt của người chủ, mình cũng không cần là hợp tác với người ta, ăn chia với người ta,
Thì hình thức làm dạo này là hình thức kiếm được nhiều tiền nhất. À, các bạn kiếm được kinh tế, các bạn có thể đi hết khắp tất cả mọi miền trên vùng đất nước, các bạn có thể làm khắp mọi nơi, và đặc biệt những người khách ở quê họ rất thích là cái công nghệ ở thành phố, họ thích bạn là à bạn đang là ở thành phố, bạn bạn có kỹ thuật và công nghệ ở thành phố thì bạn đem về ở quê đó, thứ nhất giá trị của sản phẩm của bạn sẽ cao hơn những người ở quê đó. Và người ta họ sẽ rất thích điều đó, nhưng mà cái việc mà dặm lại nó sẽ hơi cực, tại vì các bạn sẽ đi một cái quãng đường xa, cho nên mỗi lần làm các bạn phải làm số lượng nhiều. À, và đối với cái hình thức làm dạo này á, nó khiến một ngày các bạn có thể kiếm ra được vài chục triệu, đó là chuyện rất là bình thường. À, thì hình thức này á, nó nhưng mà nhược điểm của các bạn á, nhược điểm của cái hình thức này đối với các bạn đó là gì? Sẽ khó khăn trong khâu đi dặm lại cho khách chứ cô. Đúng rồi, còn gì nữa? Bất tiện thì chẳng qua là về kinh phí đi lại thôi. Nhưng mà nó đâu có cần tốn tiền mặt bằng đâu, thì việc đi lại đó nó cũng đỡ tiền chi phí hơn là so với tiền mặt bằng và đầu tư tiệm, đúng không? Nhưng mà còn có một cái vấn đề rất lớn và cô muốn các bạn có thể kiếm ra được cái vấn đề này. Tại Để sao mang hồi đồ đạc xưa đi cô làm một tháng cô đi làm dạo á phải trên 60 triệu, nhưng mà cô sẵn sàng là cô bỏ hình thức cô làm dạo mà cô làm một cái hình thức khác, và không ổn cô định hình thức hả khác cô? là hình thức sau này cô sẽ kể sao. Làm dạo vậy là không ổn định hả? Đúng là không ổn định, nó còn một phần nữa, các bạn nào có thể nghĩ sâu hơn về vấn đề là không ổn định nó sẽ dẫn ra tình trạng gì, các bạn cùng đoán và suy nghĩ cùng với cô. Có tương lai Có hay dễ. Các bạn chắc tới đoạn này các bạn hơi bí rồi, thì cô sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Thì đối với hình thức làm dạo thì cái người cái các bạn phải bắt buộc các bạn phải tới nhà của người ta làm, thì có phải là cái độ uy tín này của các bạn nó thấp hơn này, rồi cái giống như là các bạn bị phụ thuộc vào người khách hàng và không có thương hiệu cá nhân. Tức là các bạn chỉ là người đi làm dạo, so với một người mở tiệm và một người đi làm dạo thì người nào có uy tín hơn? Người mở tiệm. Người nào? Đúng, thì người mở tiệm là người có thương hiệu hơn này, và người đó có độ uy tín cao hơn so với người đi làm dạo, và người mở tiệm sẽ là cái người mà khiến người ta nể hơn. Nể hơn là so với hình thức là đi làm dạo. Tức là làm gì nó cũng có sẽ có cái hai mặt của nó. Làm dạo nó có nhiều tiền, không tốn tiền mặt bằng, đỡ tốn tiền chi phí và không tốn tiền đầu tư tiệm, hoặc là tiền thuế, tiền này tiền nọ nó sẽ không có. Nhưng hình thức này nó sẽ xíu thiếu độ Nếu uy mà đánh tín, có tin cậy ngày cho khách hàng, CEO và đồng thời tưởng nếu định như một nói người không khác mà cái muốn cách đi học cải nghề thì máy liệu bay họ chung có chọn sẻ người giống đi như làm máy bay dạo cất để cánh mà Galaxy họ học Resort nghề không? phiên bản Studio không? Đó. Đương nhiên là không rồi cô. Đó. Nếu đúng Cái cách cài đó, đặt nó người đi làm dạo thì người ta họ sẽ các bạn làm đẹp cỡ nào đi chăng nữa thì các bạn làm dạo người ta cũng sẽ không đi làm, không không chọn các bạn để mà đi học nghề. Người ta cần một người có uy tín hơn, còn có người có thương hiệu hơn. Nếu như cô đi làm dạo chắc chắn rằng các bạn sẽ không học cô, cho dù cô làm đẹp cỡ nào đi chăng nữa, đúng không? Một hình thức tiếp theo, và lúc nãy cô có nói sơ qua, hình thức làm dạo là hình thức nhiều tiền nhất nha, nhưng nó sẽ thiếu độ uy tín và tin cậy. Nếu như các bạn là người đang cần tiền, không có tiền để mở tiệm, thì hình thức làm dạo cũng là một hình thức rất là hay. Và đối với hình thức này, cô lưu ý cho các bạn nếu như các bạn ở thành phố thì các bạn sẽ cạnh tranh không có nổi so với những cái thương hiệu lớn, người ta chạy quảng cáo rất là nhiều, thì các bạn sẽ về quê, và đối với hình thức này các bạn không được ở quá một tuần.
Nếu như các bạn ở quá một tuần thì người ta sẽ ui nhỏ đó rảnh lắm, ui nhỏ đó rảnh lắm cho nên nó mới ở ở quê nó làm á. Cho dù các bạn ở thành phố có rảnh rỗi không về không làm gì cái đi chăng nữa, các bạn vẫn phải về thành phố cho cô, về chơi 3 ngày 5 ngày một tuần xong các bạn về tiếp nữa thì người ta sẽ tin được à, nhỏ đó bận lắm nha, cái bà đó nó bận lắm, nó ở thành phố nó nhiều việc lắm, thì người ta sẽ tin tưởng hơn đối với hình thức làm dạo không được ở luôn một chỗ, phải chạy tới chạy lui. À, các bạn có hiểu về hình thức này không? Tăng cái giá trị mình Đối lại với hình thức này các bạn cứ nghe sao chị, tăng cái giá trị mình lên chút. sao chị đúng, tăng giá trị mình lên bằng việc mình về thành phố thường xuyên và người ta nhắc là à cái rất là rồi họ sẽ cập nhật công nghệ ở thành phố. Còn họ ở quê luôn, à hôm nay mình không làm thì hôm sau họ làm, tức là họ sẽ, tức là các bạn phải tạo nên cái giá trị là khan hiếm cho khách hàng đó, nói à hôm nay mình không làm thì mai nó về thành phố rồi lấy gì thời gian mình mà mình làm nữa, chạy gấp chạy gấp chạy tới gấp là làm, tranh thủ hôm nay thôi nghỉ việc ngày hôm nay đi tới chỗ đó làm không xong đi, chứ không mình mà không có tới là bà đã bảo về rồi tiếc lắm, phải tranh thủ chạy Tôi nghe là đó, tức là tạo giá trị khan hiếm cho khách hàng không ở luôn một chỗ. À, hình thức này các bạn lưu ý là một hình thức rất là hay, hình thức kiếm cực kỳ nhiều tiền luôn và không có tốn tiền mặt bằng đâu. À, một hình thức rất là hay đúng không? Rồi, một hình thức sau cái hình thức này nữa đó là hình thức chuyên gia, và hình thức chuyên gia này có hai loại. Thứ nhất, các bạn sẽ đi dạy cho người ta, đi dạy cho người ta tức là dạy ở cơ sở, dạy ở học viện, làm trợ giảng, làm giảng viên, hay là đi dạy dạy nghề, làm một tới một nơi dạy nghề để dạy cho người ta, tức là hình thức chuyên gia, tức là người ta sẽ ghim vào trong cái đầu óc là à người này dạy cho người ta là người ta sẽ giỏi đó, tức là à, cái người đó họ giỏi, họ có tay nghề là người ta nể bạn hơn. Tức là nếu như hình thức này thì các bạn nhược điểm của nó là vẫn là đi làm cho người ta và không có nhiều tiền, nhưng bù vào đó người ta sẽ nghĩ là à, bạn giỏi, bạn là chuyên gia đào tạo và bạn có khả năng và bạn có tay nghề. À, đối với hình thức này là vẫn là hình thức đi làm cho người ta. À, các bạn có hiểu về hình thức này không? Hình thức này là hình thức đi dạy nghề. Rồi, một hình thức tiếp theo nữa là hình thức cuối cùng. Hình thức này là hiện tại là hình thức của cô. Mở tiệm, đào tạo học viên, làm khách hàng. Đối với hình thức này, có phải là thương hiệu của mình lên cao không? Và họ sẽ tin tưởng mình hơn. Tại vì cơ sở này là cơ sở của cô. Rồi, cô là người có tay nghề và cô hướng dẫn cho các bạn và tạo kênh về mạng xã hội. Mình tay nghề giỏi à, mình vẫn chưa đủ đâu, cho nên các bạn luôn luôn nhớ là mình phải đăng bài lên mạng xã hội. Tại vì cô nhớ trước đây có một bạn trong nhóm có hỏi rằng là à, cô ơi tại sao em tuyển mẫu không được, cô ơi tại sao em không có tuyển mẫu, và sao tại sao em cũng đăng bài lên mẫu như người ta mà tại sao em không có mẫu. Thì các bạn nên nhớ mẫu là mình làm phun xăm trên gương mặt người ta, mắt mí môi miệng đúng không, thì mình làm á thì người ta vẫn là mặt tiền của người ta, nên người ta sẽ vào trang cá nhân của các bạn xem các bạn có hoạt động về nghề hay không. Nếu như các bạn không hoạt động nghề, các bạn livestream, các bạn bán hàng thì nó sẽ thiếu độ uy tín cho người ta, và người ta sẽ không quyết định chọn bạn cho dù làm miễn phí có phí đi chăng nữa. Cho nên bây giờ mình phải tập xây dựng mạng xã hội. Vậy bây giờ cái câu mà xây dựng mạng xã hội như thế nào, các bạn có thể nào mà có thể mường tượng ra được điều đó hay không, và các bạn có đang thực hiện điều đó hay không, bạn nào có thực hiện và thường xuyên đăng lên mạng xã hội cho cô vài cái ý kiến. Đây, mạng xã hội á các bạn phải tạo độ uy tín cho người khác, phải làm cho người khác nghĩ các bạn là một chuyên gia, một người phun xăm thẩm mỹ đẹp. Cho nên đầu tiên là avatar, tức là hình ảnh đại diện nó phải rõ ràng và tạo độ uy tín cho người khác, không có tức là hình ảnh mờ hoặc hình ảnh động vật cây cối hoặc là hình ảnh gia đình,
Cũng sẽ không có, tại vì mình xác định là mình làm ăn, mình kinh doanh trên mạng xã hội thì mình sẽ nên đăng hình ảnh của mình để người ta có cái giao diện và người ta nhận biết các bạn là ai. Và đồng thời các bạn sẽ nên đồng nhất hết tất cả hình ảnh đại diện trên tất cả trang mạng của các bạn. Thứ nhất là Zalo, Facebook, YouTube, TikTok gì ạ, tức là sẽ cùng một cái hình để người ta biết rằng à đó là bạn, tức là đồng nhất hết tất cả các hình ảnh đại diện trên tất cả các trang mạng xã hội của các bạn. Rồi thứ hai là phải có hình, có cái ảnh bìa, có cái ảnh bìa á để rõ về nó sẽ nói về nghề nghiệp của các bạn này, rồi có một trên ảnh bìa đó các bạn có thể đăng hình ảnh môi mày, cũng là hình ảnh, cũng là một trong những cái rất là hay, hoặc là quảng bá về tiệm các bạn. Rồi tiếp theo, đối với trên Facebook hoặc là Zalo nó sẽ có dưới hình ảnh đại diện nó sẽ có cái dòng chữ á, thì các bạn có thể là phun xăm thẩm mỹ, hoặc là phun xăm thẩm mỹ Lê Hồi Trang, hay là phun xăm thẩm mỹ gì đó, tức là đặt cái tên của các bạn rồi số điện thoại để người ta có thể liên hệ với các bạn. Và thường thì Facebook nó cũng sẽ có những cái hình ảnh mà hình ảnh nổi bật đó, thì các bạn có thể đăng lên những hình ảnh nổi bật, hình ảnh môi mày mí của các bạn nè đó, để cho người ta biết đó. Và đặc biệt một vấn đề nữa là một số bạn khi mà xài Facebook đó, các bạn không có album đúng không, các bạn nhớ phải tạo album, tại vì khi khách hàng vào á, các bạn khách hàng của các bạn sẽ kiểm tra, sẽ tại vì lướt cái dòng thời gian nó sẽ rất là lâu, cho nên các bạn nhớ tạo album, album mắt, mí này, phun mí mắt này, phun môi này, điêu khắc chân mày này, phun chân mày, hình ảnh khi khách hàng thực hiện combo hoặc là feedback của khách hàng sẽ tạo độ tin tưởng cho khách hàng hơn, để khách hàng họ vào trang cá nhân của bạn dễ kiếm hơn. Và một điều nữa rất là quan trọng, các bạn đừng like, đừng có chia sẻ live stream của người khác này, rồi các bạn cũng không đăng, ít đăng những cái gọi là cảm nghĩ của người khác đó, tức là trang của các bạn là một hình ảnh chuyên chuyên nghiệp luôn, phải tạo hình ảnh chuyên nghiệp, hình ảnh chuyên gia, không đưa những hình ảnh live stream bán quần áo về nè đó. Có phải khi các bạn vào trang của người khác mà các bạn thấy hình ảnh live stream chia sẻ bán quần áo, nó rất là nhìn nhìn nó không có chuyên nghiệp không, đúng không? Thì các bạn lưu ý cho cô, hình mình phải dọn hết sạch rác trong nhà của mình, thì người khác khi mà vào trang cá nhân của các bạn thì người khác mới nhìn à hình ảnh của cái người này rất là chuyên nghiệp, họ họ làm rất là giỏi, họ có tay nghề, họ có khả năng. Có phải khi các bạn quyết định ở học cô, khi các bạn đến với cô thì các bạn cũng phải vào trang Zalo của cô, các bạn xem nữa cô làm hình có đẹp hay không, đúng không, cô làm tác phẩm nó có xấu hơn mình không, đúng không? Rồi các bạn sẽ vào trang Facebook của cô, các bạn xem được à người này có dạy nghề hay không, hay người ta chia sẻ ra livestream bán quần áo, hoặc là chia sẻ đánh lộn cười chửi nhau, hoặc là người ta nói này nói kia, ví dụ vậy. Thì các bạn lưu ý trang cá nhân của mình nó phải sạch và nhìn hình ảnh vào nó giống như chuyên gia. Nếu như các bạn đang thiếu về hình ảnh thì có thể nhắn tin với cô một vài chữ thôi, cô ơi cho em xin ít hình để em quảng cáo đi, thì cô vẫn cho thôi mà, đúng không? Cho nên các bạn lưu ý, nếu như thiếu hình, chỉ cần các bạn mở miệng thì cô sẵn sàng sẽ hỗ trợ hình ảnh cho các bạn, không có gì mà ngại hết. Và các bạn lưu ý, đối với trang cá nhân, chúng ta sẽ không đăng một loạt vào trong một ngày, mà chỉ là một ngày chúng ta có thể đăng từ 2 đến 4 bài, và vào trong những cái giờ cao điểm. Ví dụ buổi sáng thì các bạn có thể đăng vào những giờ từ 6 giờ tới 7 giờ, buổi trưa từ 11 giờ cho tới 12 giờ, hoặc là buổi chiều tầm buổi buổi chiều qua buổi chiều tầm 4 giờ tới 5 giờ, hoặc là sau 7 giờ tối, tức là vào những cái khung giờ mà người ta rảnh rỗi nhất thì các bạn đăng, thì người ta sẽ lướt được nhiều hơn, các bạn sẽ thấy thấy bài các bạn tốt hơn. Và nhớ là đăng hình ảnh về nghề, thì nhớ viết những cái bài mà vài dòng chữ, và nhớ ghi tên địa chỉ của các bạn, số điện thoại. Để và hình ảnh của các bạn nhớ tạo thêm một cái hình logo để tạo sự chuyên nghiệp và tránh người khác copy hình. Đó cũng là một trong những hình thức mà tạo độ uy tín cho người khác rất là nhiều. Nếu như mà các bạn, có thể là thời gian ban đầu á, khi mà các bạn làm những cái điều này nó sẽ khó, nhưng mà không gì là không làm được cả. Và cô đã từng là một người như các bạn,
Cô đã từng là một người đi học nghề, cũng đã từng vấp và không biết cách kiếm khách hàng. Cô đã phải đóng cửa tiệm ngay từ những thời điểm đầu tiên cô bắt đầu cô mở tiệm. Và cô phải tập cách sống ảo. Sống ảo ở đây không phải là cô đăng hình ảnh mà giống như hot girl đâu. Tức là cô tập xài mạng xã hội, cô tập cách viết bài, cách đăng bài, cách chụp hình góc độ môi làm sao cho đẹp, cách chụp hình chân mày trước và sau. Tất cả những điều đó cô đều phải học và cô muốn các bạn cũng học điều đó giống như cô, để làm sao để mình yêu nghề, mình không bỏ nghề. Đam mê phải có thu nhập thì đam mê đó nó mới bền vững. Các bạn đam mê, các bạn làm đẹp cho khách rồi và các bạn làm miễn phí rồi, các bạn có thấy vui không? Tất nhiên người đẹp, người ta đẹp mình vẫn vui rồi, nhưng mà tiền mình cũng bỏ tiền ra để mình đi học, mà mình cũng bỏ tiền ra để mình mua dụng cụ và mình bỏ thời gian và công sức của mình ra. Thì các bạn từ đam mê đó cô muốn các bạn kiếm được tiền. Mọi người đồng ý với cô không? Cho cô vài cái ở đây, em sẽ cố gắng, em sẽ làm được đó. Thêm nó thật lớn cho cô để cô có nhiều động lực hơn, và các bạn có sự quyết tâm hơn để các bạn thay đổi cái trang cá nhân của mình. Rồi nói cho cô mạnh dạn lên, Em em sẽ đang cố cố gắng và sẽ cố gắng đấy cô. gắng. Đó. Và những điều mà cô nói á, đôi khi các bạn nói à nghe cũng hay đó, nhưng cô không muốn các bạn nghe cô thôi, nhưng mà cô muốn các bạn hành động. Cô muốn các bạn phải là người tối nay lập tức vào trang cá nhân của mình thay đổi hết tất cả điều đó, và cô sẽ có thể, và cô sẽ gửi một số hình lên để hỗ trợ hình ảnh cho bạn, cho các bạn, và các bạn có thể tham khảo một số bài viết về phun xăm ở trên trên mạng xã hội này, hoặc là bài viết của cô. Rồi các bạn có thể chia sẻ về cách mà chăm sóc Đây môi là sau tắt khi xăm này, rồi chân mày bong ra sao, chân mày phong thủy, viết một số bài lên để mà khách hàng họ nghe, họ nhìn thấy à cũng hay đó. Rồi mỗi ngày chúng ta sẽ bật cố gắng tiếng viết đi, cái bài hay bật một tiếng xíu, và người rồi ta nhìn vào em sẽ đấy, rồi nhìn à người này làm hay á, người ta viết bài hay, mình sẽ tới đó làm đẹp. Tức là tạo động lực cho người ta luôn, và đồng thời á lâu lâu mình một tuần mình cũng sẽ đăng thêm một số bài về hình ảnh cá nhân của mình nữa, để người ta không thấy cái trang này nó nhàm chán quá đó. Và cố gắng tạo thêm một cái fanpage nữa nha, nếu như các bạn đang mở tiệm nhớ cố gắng tạo thêm một cái fanpage đó, để mà khi người ta tìm kiếm các bạn trên Facebook thì người ta sẽ tìm kiếm fanpage ra nó được dễ dàng hơn. Rồi cùng nỗ lực, cùng cố gắng, nói em sẽ làm được đó các bạn sẽ, và nhớ tối nay lập em tức sẽ thay làm được. đổi trang cá nhân. Đúng, em sẽ làm được, mình sẽ làm được, và các chị sẽ làm được. Các chị sẽ phải kiếm được khách hàng được, và khách hàng họ sẽ tin tưởng các bạn hơn. Hình ảnh yên tâm, còn có cô bên cạnh, cô sẽ hỗ trợ hình ảnh cho các bạn. Có thể là hình ảnh của cô không lung linh, nhưng hình ảnh của cô thực tế. Có thể hình ảnh của cô chỉnh sửa nó không đẹp như một số người khác, nhưng cô tin chắc rằng tác phẩm này là tác phẩm mà nó thực tế, đem tới sự thực tế nhất cho khách hàng, và khách hàng họ sẽ tin tưởng các bạn. À, và nhớ tạo logo và gắn hình trên đó. Cô chỉ muốn hỗ trợ cho học viên của mình, chứ cô không muốn bạn này chôm hình qua bạn kia. Tức là nhớ hình cô đưa, các bạn nhớ gắn logo ra cho cô. Rồi cùng nói lại một câu để mình kết thúc trong cái buổi Zoom ngày hôm nay coi. Mọi người em sẽ làm được. Em sẽ Em cố sẽ gắng làm được, cho em cô. sẽ cố gắng. Em sẽ cố Đúng. gắng. Đúng. Các bạn sẽ cố gắng và các bạn Hy sẽ làm vọng được. là sẽ Các cố gắng bạn thành công. Đúng, các bạn sẽ là những người giống như cô, sẽ là những người giỏi nghề, các bạn sẽ là những người mà nhiều khách hàng, nhiều học viên, rồi nhiều người tin tưởng các bạn hơn, sẽ là những người mà các bạn nhìn vào là à người đó rất là giỏi, người đó vừa đẹp vừa giỏi vừa xinh vừa có tay nghề, là cả cái sự nổi tiếng. Và để sự nổi tiếng đó mình phải chăm chút cho từng ngày, chứ không phải là tự nhiên mình nổi tiếng, mình phải có sự cố gắng và mình phải đầu tư cho sự cố gắng đó thì mình mới nổi tiếng được. Đây. Nhớ tối nay lập tức là các bạn sẽ làm gì? Dọn rác Phải. Đúng Zalo. đó, tức là đừng chia sẻ những hình ảnh không liên quan gì tới mình, không chia sẻ livestream bán quần áo, không chia sẻ livestream bán hàng đa cấp gì cả. Đó. Các bạn phải là cái trang cá nhân của các bạn phải là trang cá nhân sạch, không lan man, không lung tung, chỉ là hình ảnh về nghề mà thôi, hình ảnh nghề và cá nhân các bạn. Đó, mình tránh hình ảnh bức ít ít đăng hình ảnh con cái lại, tại vì mình muốn làm việc hình ảnh chuyên nghiệp thì nó phải sạch, và nó phải nhìn vào nó phải thấy là nghề liền, chứ không phải là thấy hình ảnh gia đình quá nhiều hoặc là hình ảnh là chia sẻ cho người khác, nó không nên ha. Rồi các bạn, chúc các bạn làm thật tốt và
sẽ là trang cá nhân chuyên nghiệp và là một người giỏi nghề trong tương lai, bạn sẽ thật nổi tiếng và nhiều người biết các bạn hơn.